Em đây bỏ đi em ơi. Đây là bồ đề nhé quý vị anh chị, còn đây là bơ mu này, hương với bơ mu này, tuyệt đẹp lắm. Bỏ kia đi em. Soạn hàng chuẩn bị đi ship cho khách. Đây là gỗ hương và bơ mu cực kỳ đẹp luôn quý vị anh chị. Một hai bảy, đây số lô là 127, kéo 2m75. Bỏ đi em, nặng lắm không? Quý vị mà anh chị có nhu cầu đặt hàng thì điện thoại, số điện thoại 0908 222 799. Cái hạt gỗ này thì cực kỳ thơm quý vị anh chị nhá. Này gỗ hương này, cái nền gỗ hương này, và gỗ bơ mu này, còn đây là bơ mu quý vị anh chị, bơ mu và gỗ hương kết hợp nhá. Còn đây là gỗ bồ đề quý vị anh chị, cực kỳ đẹp luôn. Quý vị anh chị nhớ đăng ký kênh của Rèm Định Phát để theo dõi các sản phẩm của Rèm Định Phát trên kênh YouTube cũng như trên fanpage nhé. Em xin chào quý vị anh chị. Đây là nền gỗ hương, những cái viền của nó bên em thiết kế là bơ mu, còn đây là nền gỗ bơ mu.